Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC nhằm tìm kiếm sự hợp tác đối phó với sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết Việt Nam là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ TPP. Dự án luật tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được cụ thể hóa vào luật nhằm quy định toàn diện, tập trung và cụ thể hơn về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 21 đã chính thức khai mạc trong ngày 22 tháng 10 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sự kiện nhằm tìm kiếm sự hợp tác đối phó với sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cùng đại biểu 21 nước thành viên đã tham dự phiên khai mạc. Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung đã dẫn đầu đoàn công tác của Việt Nam tham dự hội nghị. Với chủ đề kết nối và tăng trưởng kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đóng góp của tiến trình hợp tác tài chính APEC, Hội nghị Bộ trưởng năm nay thảo luận 4 vấn đề cơ bản, gồm tình hình hiện tại và triển vọng kinh tế thế giới và khu vực, hợp tác và tài trợ cơ sở hạ tầng, chính sách tài khoá, chính sách thuế và tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện dịch vụ tài chính phục vụ cho khu vực sản xuất thực. Chúng ta rất là chủ động chia sẻ những cái tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như tình hình tái cấu trúc của nền kinh tế của Việt Nam và những cái thành công cũng như là cái giải pháp để chia sẻ với tất cả các nước thành viên, các nền kinh tế thành viên của APEC. Đây là một trong những cái đóng góp mà chúng ta có thể nói được nhiều nước phải ra đánh giá cao. Đó những kể cả những cái giờ và cũng rất tương đồng với rất nhiều nước trong thời gian vừa qua cũng đã thực hiện. Các bộ trưởng tài chính APEC cũng đã thống nhất trình lên hội nghị cấp cao APEC để phê duyệt bản lộ trình thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư PPP, bao gồm các hướng dẫn cụ thể trong việc xây dựng các dự án PPP nhằm hỗ trợ chính phủ các nền kinh tế thành viên APEC hiểu rõ hơn, chuẩn bị và thực hiện thành công các dự án PPP với cơ cấu vốn hợp lý hơn. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC là một diễn đàn quan trọng để các quan chức và những người đứng đầu ngành tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức trong việc điều hành và xử lý các vấn đề về kinh tế tài chính giữa các nền kinh tế thành viên, cũng như tăng cường đối thoại chính sách và nâng cao năng lực quản lý, chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào đầu tháng 11 sắp tới. Việt nữ, phóng viên thường trú Đài Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại buổi tiếp, đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã khẳng định Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ của hai nước. Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam sẽ tích cực tiếp cận các tiêu chí, tiêu chuẩn của các quốc tế, đặc biệt là của Tổ chức Lao động Quốc tế. Với những điểm còn tồn tại, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cùng trao đổi để đạt được nhận thức chung. Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm thông qua bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương với Việt Nam và bày tỏ tin tưởng với thiện chí của hai bên, các công việc tiếp theo sẽ phát triển tốt đẹp. Theo đó, Việt Nam tiếp tục lắng nghe, trao đổi và tiếp cận các tiêu chí phù hợp với truyền thống, luật pháp Việt Nam và thế giới. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman đánh giá cao những nội dung của tuyên bố chung trong các cuộc gặp cấp cao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh với việc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, hai bên đang có thời điểm then chốt quan trọng. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman nêu rõ, khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được ký kết, Việt Nam sẽ đạt được nhiều lợi ích, trong đó có đẩy mạnh thu hút đầu tư. Và trước khi có cuộc tiếp kiến với Chủ tịch nước, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Michael Froman, đại diện thương mại Hoa Kỳ, về một số vấn đề quanh việc ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một tham vọng không chỉ của Việt Nam mà còn của những đối tác thương mại lớn trên thế giới, bởi với 12 nước thành viên chiếm 1/3 giao dịch kinh tế và đóng góp 40% GDP toàn cầu, TPP được coi là hiệp định toàn diện và chiến lược nhất hiện nay. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn. Firstly, thank you very much for your time for Vietnam. Cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin ông cho biết rõ hơn về việc các nghiên cứu độc lập của Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhất từ TPP. Well, as some of the independent studies have shown,
Theo số liệu từ một số nghiên cứu độc lập cho thấy, Việt Nam là nước hưởng lợi nhất từ TPP. Khi đi vào thực thi đầy đủ hiệp định này, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng thêm 32%, còn GDP sẽ tăng thêm 25%. Con số tăng trưởng rất ấn tượng, hơn khá nhiều quốc gia khác. Chúng tôi cũng nhìn thấy TPP sẽ đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng và độc lập đối với nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam là một đối tác quan trọng và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi coi TPP là một bước tiến lớn của hội nhập với một loạt các thỏa thuận thương mại song phương. TPP sẽ đưa Việt Nam sang một trang mới của phát triển kinh tế, hợp tác với các quốc gia khác và với Hoa Kỳ. Trong các vòng đàm phán, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ và các nước thành viên TPP tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển khi đưa ra những điều kiện của hiệp định này. Vấn đề này đã được giải quyết như thế nào, thưa ông? TPP bao gồm 12 quốc gia thành viên với các nền kinh tế khác nhau, có những nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, Peru. Vậy nên nhiệm vụ của chúng tôi là tìm giải pháp cân bằng lợi ích và đảm bảo mục tiêu của mỗi nước, đạt đến thỏa thuận toàn diện và chiến lược nhất. Điều cần thiết nhất là tính đến chênh lệch trình độ phát triển giữa các nước thành viên khi thực thi hiệp định. Chúng tôi đang đàm phán với Việt Nam và các nước thành viên khác để đảm bảo rằng mọi quốc gia đều có khả năng đáp ứng các điều kiện của TPP. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tôi đã làm việc với các nhà lãnh đạo Việt Nam và đạt được những kết quả nổi bật liên quan đến TPP. Hiện một số vấn đề còn tồn tại như tiếp cận thị trường, sở hữu trí tuệ, lao động và vai trò của thành phần kinh tế nhà nước, và chúng tôi sẽ phải tiếp tục đàm phán về các vấn đề này. Hiện các đàm phán viên vẫn đang nhóm họp tại Canberra, Australia, và cuối tuần này, Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên TPP sẽ họp tại Sydney, rồi hội nghị APEC sẽ diễn ra tháng tới. Vì vậy, đây là thời điểm rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác, giải quyết những vấn đề này. Ông đánh giá như thế nào về quá trình thực thi TPP và Việt Nam sẽ phải làm gì để tận dụng mọi lợi thế mà TPP mang lại? Là một thành viên của TPP, chúng tôi mong muốn mọi quốc gia thành viên tuân thủ các điều kiện của TPP, nhưng đồng thời đảm bảo khả năng thực thi những điều kiện đó. Vì thế, giúp các nước tăng cường năng lực thực thi là rất cần thiết. Hiện Hoa Kỳ đang đồng hành cùng Việt Nam trong vấn đề này, và chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực thi TPP sau này. Hội nhập với kinh tế thế giới đem đến nhiều lợi ích cho Việt Nam, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, năng lực cạnh tranh được nâng cao, thu hút các nhà đầu tư hơn, nhất là sẽ có thêm các dòng đầu tư dịch chuyển về Việt Nam nhiều hơn. Từ đó, số lượng việc làm cũng gia tăng, lực lượng lao động có trình độ cao hơn. Vì thế, chúng tôi mong đợi TPP sẽ không chỉ tạo ra cơ hội công bằng cho mọi thành phần trong nền kinh tế, mà còn tác động tích cực chung tới nền kinh tế của Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Tiếp tục các hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Nga-Việt Nam nền kinh tế mới, sáng nay 22 tháng 10 tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã diễn ra giao lưu thương mại Việt Nam-Liên bang Nga. Tham dự có đại diện của 10 doanh nghiệp Nga vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh, công nghệ cao, công nghiệp hiện điện, điện tử, lọc nước và xử lý nước thải, cơ khí điện và đại diện của nhiều doanh nghiệp Việt Nam có quan tâm. Một số công ty Nga đã và đang tiến hành hợp tác với Việt Nam, một số khác thì lần đầu sang Việt Nam tìm hiểu thị trường. Phía Nga đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và hợp tác song phương. Những hướng hợp tác cụ thể là chuyển giao công nghệ, thành lập dự án chung, công ty liên doanh. Cuộc giao lưu nhằm giải quyết việc thiếu thốn thông tin về thị trường của nhau, một trong những trở ngại chính của hợp tác kinh tế Việt-Nga. Bắt đầu hoạt động từ năm 2012, dự án Nga-Việt nền kinh tế mới đã đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp Nga và Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kết quả cụ thể của dự án này qua chùm phỏng vấn doanh nghiệp Việt-Nga sau đây. Công ty Minsk Metro Project chúng tôi chuyên về thiết kế hệ thống đường tàu điện ngầm. Nhờ việc thành lập liên minh thuế quan Nga, Belarus, Kazakhstan, Minsk Metro Project chúng tôi được thực hiện các dự án trên lãnh thổ của những nước thuộc liên minh. Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện một dự án thiết kế đường tàu điện ngầm tại Moscow. Chúng tôi biết rằng Việt Nam đang có dự án xây hệ thống tàu điện ngầm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm lớn, chúng tôi sẵn sàng tham gia dự án của Việt Nam và chuyển cho các bạn Việt Nam kinh nghiệm và kiến thức của mình. Mới hôm kia, tại cuộc làm việc với Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp thiết bị của chúng tôi sau khi dự án thử nghiệm tại Bình An, miền Nam Việt Nam kết thúc. Trong năm nay, cùng với một công ty con của EVN tại Đồng Nai, chúng tôi hoàn thiện dự án thử nghiệm và bắt đầu tiến hành khai thác. Мы готовы предоставить китайской стороне
Chúng tôi không chỉ sẵn sàng cung cấp thiết bị cho phía Việt Nam, mà còn thành lập liên doanh trên lãnh thổ Việt Nam, sẵn sàng đào tạo chuyên gia cho các bạn tại Việt Nam hoặc tại Nga. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác đảm bảo tàu chiến của Hải quân Việt Nam, tàu tuần tra của biên phòng và lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu hợp tác lâu dài trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Hiện nay cũng đang trong quá trình phát triển thị trường và có thể cũng muốn tìm kiếm cơ hội để hợp tác làm với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là với Nga, là một đất nước mà cũng có truyền thống lâu đời với chúng ta và cũng có nhiều các thế mạnh về mặt khoa học kỹ thuật và công nghệ. Trung tâm chúng tôi thì hiện nay thì cũng chưa tiếp cận được nhiều các đối tác Nga, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Liên bang Nga. Nhân hôm nay là được tham dự cái diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Liên bang Nga thì chúng tôi cũng gặp gỡ một số đối tác cũng như doanh nghiệp Nga có nhu cầu đầu tư xây dựng các cái cơ sở sản xuất tại Việt Nam, muốn đầu tư vào các khu công nghiệp tại thủ đô Hà Nội. Chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới, thiết lập cẩm nang kinh doanh điện tử mà tôi đã đề cập tới một năm trước. Thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được phổ biến và đăng tại Nga, và thông tin về các doanh nghiệp Nga quan tâm tới kinh doanh và hợp tác tại Việt Nam được đăng tải tại Việt Nam. Hơn nữa, trong cẩm nang này sẽ có danh sách các công nghệ cao của Nga mà Nga sẵn sàng đưa vào Việt Nam. Phần tiếp theo của bản tin, dự án luật tổ chức mặt trận Tổ quốc Việt Nam được cụ thể hóa vào luật nhằm quy định toàn diện, tập trung và cụ thể hơn về tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc. Trong phần cuối của bản tin, giao lưu một quốc gia, một trường học bên lề hội thi tay nghề ASEAN. Tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân thông qua hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore phát triển lên tầm cao mới. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Hiệp hội Nhân dân Singapore do Ngài Ang Hek Sang, Giám đốc điều hành làm trưởng đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore, cũng như là đề xuất một số nội dung về hợp tác trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Singapore. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore đã ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác. Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu nhân dân, tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của mỗi tổ chức. Một trong những nội dung đáng chú ý trong phiên họp Quốc hội diễn ra ngày 22 tháng 10, đó là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo Quốc hội tờ trình về luật Mặt trận Tổ quốc sửa đổi. Lần sửa đổi này chú trọng đến quyền làm chủ của nhân dân theo Hiến pháp năm 2013. Theo đó, thì chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc sẽ được mở rộng hơn và hiệu quả hơn, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Việt Nam tại phiên họp ngày 22 tháng 10. Hiến pháp năm 1992 mới sửa đổi năm 2013 có một số quy định quan trọng về vị trí, vai trò cũng như một số chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để Mặt trận có thể thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong dự thảo luật tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ này đã được bổ sung rất rõ những nội dung này. Trong cái dự thảo luật lần này ấy, thì chúng tôi sẽ xây dựng thành hai chương. Cụ thể, một chương về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một chương về hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, với mỗi chương ấy, thì đều có quy định cụ thể về chủ thể giám sát phản biện, rồi là đối tượng giám sát phản biện, rồi cái quy trình giám sát phản biện và cái cơ chế pháp lý, cái chế tài của giám sát và phản biện. Một trong số những nội dung của dự thảo luật tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để tinh thần điều 4 của Hiến pháp là Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Vậy Mặt trận, một kênh quan trọng của nhân dân, sẽ cụ thể hóa Hiến pháp vào luật lần này như thế nào? Để mà đúng như tinh thần của điều 4 Hiến pháp quy định là Đảng phải chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những cái quyết định của mình, thì cũng cần phải có cái giám sát của Mặt trận. Cho nên là trong cái quy định nói rằng là chỉ có cái giám sát đối với cơ quan nhà nước thôi mà không đặt vấn đề giám sát đối với các tổ chức Đảng, thì chỗ này cũng cần phải xem xét thêm.
Một trong những điều khoản tại dự thảo sửa đổi lần này được dư luận trong nước, đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài quan tâm, đó là điều khoản quy định về vai trò hoạt động đối ngoại nhân dân, mà trong đó vai trò của kiều bào, một bộ phận không tách rời đối với dân tộc Việt Nam theo tinh thần của Hiến pháp sửa đổi 2013 đã được đề cập rất rõ trong dự thảo. Hoạt động đối ngoại nhân dân đã được quy định khá rõ trong luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và theo đó thì là người Việt Nam ở nước ngoài sẽ là cái cầu nối, sẽ là những cái đại sứ của Việt Nam tại các nước, và là để mà làm sao mà tăng cường cái sự hiểu biết cũng như cái quan hệ giữa Việt Nam với lại các nước mà nơi bà con đang cư trú, sinh sống, học tập. Dự thảo luật Tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi đã nhận được sự phối hợp có trách nhiệm của các cơ quan tổ chức hữu quan, với tinh thần sẽ cụ thể hóa đến mức cao nhất các quy định của Hiến pháp liên quan đến vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để khi được ban hành, luật có thể giúp cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của mình. Tiếp theo chương trình kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 22 tháng 10, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về các dự án luật, trong đó có luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Dự án luật nhằm khắc phục một số chồng chéo trong các văn bản về khai thác sử dụng tài nguyên, làm cho tài nguyên biển dần bị suy thoái, ô nhiễm môi trường biển diễn biến phức tạp. Luật cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo, hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng thực hiện chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng nội dung của dự thảo luật phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp. Liên quan đến việc một ngư dân đánh bắt tại quần đảo Trường Sa cách đây 4 ngày khi có triệu chứng viêm tấy, đau vùng họng và sốt, ngư dân này đã được đưa vào bệnh viện 175 tại đảo Trường Sa lớn điều trị. Tuy nhiên thì diễn biến bệnh ngày một nặng. Chính vì vậy mà ngày 22 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng ra đảo Trường Sa lớn để đưa bệnh nhân về cấp cứu tại bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Hiện bệnh nhân đang được hỗ trợ điều trị bằng các máy móc hiện đại và các loại thuốc kháng sinh đặc trị. Tình trạng khó thở bước đầu đã giảm bớt. Các bác sĩ cho biết nếu không đưa về đất liền kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ngư dân này. Trước thông tin về việc hai người Việt Nam cùng chủ nhà người Đài Loan đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà 3 tầng ở Đài Bắc vào sáng sớm ngày 21 tháng 10, chúng tôi đã liên hệ với ông Bùi Trọng Vân, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhằm xác minh thông tin này. Sau khi xảy ra cái vụ việc trên ấy, thì chúng tôi đã kịp thời liên hệ với lại cảnh sát khu vực, kể cả với lại công an phòng cháy chữa cháy, thì họ khẳng định lại với chúng tôi là có hai người Việt Nam, trong đó có một người đã nhập quốc tịch Đài Loan. Thì hai người Việt Nam này là đều là lấy chồng ở Đài Loan, người Đài Loan. Thì thứ nhất là chị Tăng Thị Phúc, sinh ngày 28 tháng 6 năm 67 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn một chị nữa tên là Lý Lệ Phương, thì chị này là sinh ngày 2 tháng 8 năm 84. Sau khi chúng tôi nhận được cái thông tin này thì ngoài cái việc là chúng tôi đề nghị là họ tiếp tục kiểm tra xác minh thân phận. Cái thứ hai là chúng tôi cũng kịp thời yêu cầu là cơ quan địa phương ở đây sao sớm điều tra xử lý cái nguyên nhân cháy, rồi đồng thời hỗ trợ với những người bị nạn, gia đình người bị nạn để xử lý. Còn phía văn phòng chúng tôi thì cũng kịp thời cung cấp thông tin về số điện thoại, và chúng tôi cũng liên hệ với tìm cách liên hệ với người nhà và gia đình hai nạn nhân trên ở Đài Bắc thì làm sao để mà giúp họ xử lý cái hậu sự. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, chỉ trong hơn một tháng nay thì đã xảy ra hai vụ ngộ độc tập thể tại khu công nghiệp với số người mắc gần 500 người. Trước tình trạng này thì ngày 22 tháng 10, Bộ Y tế đã tổ chức diễn tập điều tra xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm tập thể tại Nam Định, 31 tỉnh phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia diễn tập nhằm rút kinh nghiệm trong việc phối hợp cấp cứu khi có ngộ độc tập thể xảy ra. Tình huống giả định được đưa ra là tại công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, một giờ sau bữa ăn xuất hiện hơn 30 công nhân có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn và một số có biểu hiện tiêu chảy, đang tập trung tại phòng y tế của công ty. Ngay lúc đó, tại các bộ phận phân xưởng có thêm nhiều công nhân có biểu hiện tương tự tiếp tục được chuyển lên phòng y tế.
Vấn đề được nêu ra tại buổi diễn tập là phân loại bệnh nhân, trường hợp nào xử lý tại chỗ, trường hợp nào chuyển đi bệnh viện. Thực tế thì bao giờ nó cũng sẽ có hai cái phân loại, chứ không phải là một cái phân loại như hôm nay ở đây đâu. Bao giờ cũng có phân loại sơ bộ ở tại nhà máy, để tức là lựa chọn những người làm nặng sẽ đi trước, nhẹ thì sẽ đi sau. Cái vấn đề thứ hai là khi lên bệnh viện thì người ta lại có phân loại tiếp. Một đối tượng thì sẽ được theo dõi hoặc là uống Orezone hoặc là kê đơn về nhà. Buổi diễn tập cũng đưa ra giải pháp cho tình huống khi ngộ độc tập thể xảy ra với số lượng lớn, các cơ sở sẽ không có đủ trang thiết bị y tế cũng như thuốc để cấp cứu tại chỗ. Doanh nghiệp chủ động nhưng mà không doanh nghiệp nào có thể đáp ứng đủ cái việc khám phân loại. Chính vì vậy là có cái sự chỉ đạo ngay của cơ quan y tế. Chỉ khi mà đông thì chúng ta mới phải cần tổ chức phân loại và xử trí ban đầu ngay tại cơ sở. Còn nếu như số lượng mà ít phương tiện mà đáp ứng thì thường là chuyển thẳng đến bệnh viện. Ban tổ chức cho biết việc diễn tập qua các tình huống giả định giúp tiến tới mô hình hóa các hoạt động ứng phó với các vụ ngộ độc tập thể nhằm kiểm soát xử lý hiệu quả các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên thực tế. Mặc dù lễ khai mạc chính thức kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014 sẽ diễn ra vào tối ngày mai 23 tháng 10 tại sân vận động Mỹ Đình, nhưng 10 đoàn thí sinh tham dự thì đã tới Việt Nam từ đầu tuần để tham gia vào các hoạt động bên lề của cuộc thi cũng như là các buổi hội thảo kỹ thuật. Phóng viên VTV4 đã cùng theo chân đoàn Thái Lan trong chuyến thăm tại một trường trung học cơ sở trong buổi sáng cùng ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc. Đang có mặt tại trường trung học cơ sở Ngọc Lâm, quận Long Biên trong một ngày tiết trời thu thật là đẹp của thủ đô Hà Nội. Và một ít phút nữa thôi thì những em học sinh của nơi đây sẽ cùng chào đón các thành viên của đội Thái Lan tới Việt Nam tham dự hội thi nghề ASEAN năm 2014. Và với sự kiện bên lề này thì các thành viên của đoàn Thái Lan sẽ cùng chia sẻ với các em học sinh nơi đây những kỹ năng về nghề nghiệp và xu hướng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Một Quốc gia, Một Trường học. Trong đó, các thí sinh của mỗi quốc gia tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN năm nay sẽ đến tham quan, giao lưu, định hướng nghề nghiệp tại một trường trung học cơ sở của thủ đô. Đây được coi là một hoạt động ý nghĩa với mục đích giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hiểu biết giữa nước chủ nhà Việt Nam và các đội thi năm nay. Phần lớn các thành viên của đoàn đều lần đầu đến Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giúp các em hiểu thêm về Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi không phải là giải thưởng, mà là để học hỏi và chia sẻ những gì chúng tôi đã học được. Cũng qua cái khuôn khổ này thì chúng tôi muốn giáo dục cái kỹ năng nghề nghiệp, cái sự chia sẻ giữa đoàn Thái Lan với học sinh của nhà trường trong cái việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Và thông qua cái này thì chúng tôi muốn giao lưu để giữa học sinh của đại diện tiêu biểu của Thái Lan với học sinh của trường trung cơ sở Ngọc Lâm có được cái hiểu biết thêm trong cái định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Thông qua các tiết mục văn nghệ, các trò chơi tập thể, các em học sinh Việt Nam đã thể hiện lòng hiếu khách và tinh thần giao lưu học hỏi. Các thành viên của đoàn thí sinh Thái Lan đều ở tuổi 20 và mang tới nhiều chia sẻ thiết thực trong việc định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm lựa chọn trường đào tạo nghề. Hạng mục dự thi của tôi là dịch vụ nhà hàng. Tôi đã có 3 tháng đào tạo tập trung trước khi tới Việt Nam. Chuyến giao lưu ngày hôm nay là một cơ hội tốt để chúng tôi được hiểu biết thêm về đất nước các bạn và chuẩn bị tinh thần cho những ngày thi chính thức sắp tới. Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 với hơn 300 thí sinh đến từ 10 quốc gia trong khu vực, tranh tài ở 23 kỹ năng nghề và 2 nghề trình diễn. Kỳ thi lần này được xem là nỗ lực và cam kết của Việt Nam cùng các thành viên ASEAN trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.